Xin chào quý vị các bạn. Trên hình các bạn để thấy đây là phần chân sạc của điện thoại Asus Zenfone 3 Laser đang bị lỗi hỏng, được mang đến di động cao cấp.vn. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần chân sạc của Asus Zenfone 3 Laser bị lỗi hỏng, không sạc được, không nhận máy tính, nhận chập chờn cũng được cũng không, quý hàng vui lòng mang máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn. Chúng tôi luôn có sẵn tất cả các linh kiện của điện thoại Asus Zenfone nói chung và phần Asus Zenfone 3 Laser nói riêng phụ quá trình sửa chữa thay mới khi cần. Riêng đối với chân sạc của điện thoại Asus Zenfone 3 Laser được thiết kế rất là thông minh, rất là khoa học. Tức là khi mà quý hàng bị lỗi hỏng phần chân sạc của Asus Zenfone 3 Laser đó, thì chỉ cần thay cái cụm cáp bên dưới này là xong đó. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn thì dịch vụ thay mới chân sạc của điện thoại Asus Zenfone 3 Laser, quý hàng vui lòng truy cập website www.chidongcaocap.vn hoặc liên hệ 024 66 75099, kỹ thuật viên tại chidongcaocap.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể chi tiết nhất quý vị các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn.